Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ngay phía sau Lê Hùng chính là tòa nhà cao nhất Việt Nam và hiện tại Landmark 81. Chắc chắn ai cũng biết rồi, cũng là đang nằm trong cái top những cái tòa nhà cao nhất trên thế giới. Và nhiệm vụ của một mẫu xe ngay bên cạnh Lê Hùng bây giờ là phải leo lên cái đỉnh đấy ạ. Thật không dễ dàng phải không ạ? Nếu như 10 năm trước đây các bạn đã biết đến Triton, Mitsubishi Triton, một mẫu bán tải cũng có thể nói là một huyền thoại đấy. Nhưng rõ ràng là trong vài năm qua thì đâu đó cái hình ảnh nó bị lu mờ đi. Bởi vì duy nhất là cái thiết kế thì thế hệ mới này, Mitsubishi Triton 2018 này sẽ làm được gì, nhiệm vụ có hoàn thành hay không, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Và nếu như các bạn đã xem video đánh giá Mitsubishi Triton của mình ở bên Thái Lan cách đây vài tháng thôi, thì phải nói là một mẫu xe là tuyệt vời đấy các bạn. Nó thay đổi về ngoại thất, nội thất điều chỉnh một chút, nhưng đặc biệt là tinh chỉnh lại động cơ, hộp số và khung gầm. Điều đó nó mang lại những cái trải nghiệm tuyệt vời. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào từng phần nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần. Thay đổi lớn nhất trên Mitsubishi Triton 2018 đấy chính là được ứng dụng cái triết lý thiết kế, hay là còn gọi là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Có lẽ là các bạn hẳn đã biết rồi, Expander là một mẫu xe rất thành công với cái triết lý thiết kế này. Vâng, là mưa làm gió trên thị trường trong thời gian vừa qua, thì nay đã xuất hiện trên Mitsubishi Triton với Dynamic Shield hình chữ X, lưới tản nhiệt thanh to và dạng tổ ong rất là chắc chắn. Các bạn có thể thấy không? Đó. Rất đẹp phải không ạ? Phải nói là đẹp. Đó, những đường gân mạch lạc, thiết kế mạch lạc, nó đã không còn vẻ gì đó yếu đuối của Triton đời trước nữa. Có điều, mẫu xe này đang là bản cao nhất tại Việt Nam, được bán với giá là 818,5 triệu. Vâng, nhưng trên mẫu xe này thì chưa có cái camera 360 nhá. Đấy, camera 360 hay là các cái cảm biến như cái mẫu mà bên Thái mình đã trải nghiệm. Có lẽ bản cao cấp nhất chúng ta sẽ phải chờ. Từ bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về cái bản này xem có gì. Chúng ta hãy tạm so sánh giá với Toyota Hilux này. Hilux là đâu đó giá nó khoảng 870-880, cũng là bản hai cầu số tự động. Và so sánh với các cái bản cao nhất như Navara Premium này, rồi là Colorado High Country, thì loanh quanh nó cũng khoảng 815-820 triệu. Giá nó cũng khá là tương đồng. Còn nếu như so với Ranger Wildtrak 2 cầu thì chênh nhau cả 100 triệu. Vâng, 918 triệu gì đó. Và các bạn hãy xem phần thiết kế đèn pha trên Mitsubishi Triton. Đèn pha, đèn cốt là đèn bi LED nha các bạn. Ngay bây giờ mình sẽ bật luôn cho các bạn thấy. Nổ máy lên, bật luôn để xem. Ánh sáng khá là đẹp phải không ạ? Đây, nó đang hơi bụi bẩn. Rồi mình sẽ... Và phần đèn gầm ngay bên dưới ạ, là bóng halogen nhá. Nếu như mình là một người ngày xưa chạy rất nhiều đường Tây Bắc này, thì đối với cái đèn trắng như thế này này, ánh sáng trắng như đèn LED, thì vào sương mù là chết luôn, không thấy gì luôn. Nhưng mà nếu như có cái đèn gầm là đèn vàng nữa thì chúng ta vẫn có thể tự tin bỏ đi được. Bởi vì ai đã đi các cung đường Tây Bắc thì biết rồi, bạn có thể đứng trước mình có 1,5 mét thôi, nhưng chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau nếu như rơi vào điều kiện sương mù dày đặc. Thì đấy là cái tác dụng của cái đèn vàng. Mình sẽ lật cái nắp capo ngay bây giờ luôn cho các bạn xem cái động cơ Invex. Động cơ Invex này thì cái Triton trước đã được trang bị rồi. Thì về công suất thì nó là 178 mã lực. Moment xoắn thì 430 Nm. Các bạn có thể thấy tiếng máy nổ cũng khá là êm. Hơn nữa là trên cái phần nắp capo lại có cái tấm cách âm cách nhiệt này nữa. Đấy, đang nổ không tải nhá, khá là êm. Chút nữa mình vào khoang xe còn sẽ kiểm tra thêm cái phần tiếng nó dội vào khoang như thế nào, nghe có rõ hay không. Nhưng mà nếu về nói về chỉ số công suất thì chúng ta có thể so sánh ngay với các mẫu như Nissan Navara 2.5 này, Colorado 2.5 này, thậm chí Hilux 2.8, thì công suất và moment xoắn gần như là tương đương, trong khi dung tích của các sản phẩm kia lại là cao hơn một chút. Các bạn có thể so sánh trực tiếp ngay những cái thông số chúng tôi đang cho hiển thị trên màn hình. Trên mẫu xe này thì đã được trang bị cái hộp số 6 cấp
thay vì cái hộp số 5 cấp ngày xưa. Cái lợi thế của cái hộp số 6 cấp là nó sẽ nhẹ. Đôi khi chúng ta cứ phải mong muốn thật nhiều cấp, thậm chí 11, 12, 15 cấp chẳng hạn. Nhưng càng nhiều cấp, lợi thế của nó chuyển số rất là êm. Nhưng yếu thế của nó là gì? Cái yếu điểm của nó sẽ là tăng cái trọng lượng của hộp số lên. Cái thứ hai là cái đôi khi bạn cần nhảy cóc số thì cái thuật toán điều khiển nó sẽ rất là phức tạp. Cho nên đối với một mẫu xe, nếu như dùng cho đúng cái mục đích sử dụng mà đi đường xấu hoặc đi đường đèo núi này, thì khi mà chúng ta ngớt ga về số phải nhanh và lên tua máy trở lại, lấy lại gia tốc nó phải tốt, thì một cái hộp số 6 cấp như mình chạy bên Thái với cái Triton này thì thực sự là cũng thấy là hài lòng đó. Và các bạn có thể thấy này, vành 18 được thiết kế lại trông yêu thương, đẹp hơn hẳn. Lốp AT nhá, OT lên luôn, đưa đi đường bằng đi đường đấy. Và đặc biệt các bạn có thể thấy cái phần hông, hộp bánh này được thiết kế vuông hơn với cái biên độ này, cái biên độ với cái khoảng trống rộng hơn rất nhiều. Và cái hệ thống treo này cũng đã được tinh chỉnh rồi đấy. Rõ ràng là thân rộng hơn, nhìn nó khỏe hơn. Như đời trước thì nó hơi yếu, bậc lên xuống rồi gương rồi vân vân. Cái phần ở hai cái thành cửa này thì không có quá nhiều cái sự khác biệt, bởi vì vẫn là cái nét của cũ. Nhưng phần sau này cái hộp bánh cũng đã được thiết kế vuông hơn. Thực ra cái phần đuôi này mình vẫn thích nó khỏe hơn một chút nữa. Nó vẫn có cái gì đấy là hơi yếu so với phần đầu. Và các bạn quan sát phần gầm xe nhé. Đây, phần gầm này. Cái độ cao của gầm trên cái mẫu Triton này là 220. Nếu như mà chúng ta so sánh với mẫu Ranger, Ranger là chỉ có 200 thôi. So với tất cả các mẫu bán tải, Ranger là thấp nhất. Nhưng Hilux là 316. Rõ ràng là ngay cả việc thiết kế thì Ranger đã hướng tới đô thị rất là nhiều. Đi phố đấy ạ. Đẹp, phải công nhận đấy là mẫu xe đẹp. Nhưng khi mà đi vào được các đường địa hình thì rõ ràng là những cái mẫu Triton này, rồi là Colorado này, rồi là Hilux này, nó sẽ có những cái lợi thế. Thậm chí ngay cả góc thoát trước và góc thoát sau của Triton cũng khá là tốt. Đó, cái mục đích thiết kế nó khác hẳn. Và đèn phía sau là bóng này là bóng LED nhá các bạn. Đèn hậu này, đèn hậu là bóng LED nhá, bóng LED. Nhưng đèn lùi và đèn phanh thì vẫn là bóng halogen bình thường. Đấy. Vâng. Thì cái phần này nó khá là hay đấy, cái bậc này. Mình có thể không cần mở mà bước lên như này luôn. Hay rất dễ. Thậm chí nhún này các bạn có thể. Với một mẫu xe bán tải. Yên tâm, chịu tải tốt lắm. Chắc chắn. Mà phần gầm này riêng trên dòng xe Mitsubishi Triton hoặc là các dòng xe Mitsubishi mình đã đi rồi thì càng vào đường xấu mới càng thấy nó chạy hay như thế nào. Khổ thế đấy. Càng phải thách thức cơ. Thì cái phần đuôi này thì cũng không có quá nhiều cái sự đặc biệt hay là ấn tượng để mà miêu tả với một cái mẫu xe bán tải cả. Đấy các bạn có thể thấy, quan sát này, toàn cảnh xe thì ngắm lại đấy. Bây giờ thì mình sẽ vào phần nội thất để xem nội thất có thay đổi gì không, xem Dynamic Shield đã được trang bị như thế nào. Rồi, thay đổi lớn nhất có lẽ nằm ở cái phần tablo này, trung tâm này. Các bạn có thể thấy này, đây cũng là cái biểu tượng, một trong những cái biểu tượng của Dynamic Shield đã được ốp vào đây. Nó thay đổi không quá nhiều nhá, rõ ràng cái này không phải là quá nhiều đâu, nhưng nó mang lại cái vẻ hiện đại hơn. Và thật là hơi đáng tiếc một chút, chiếc màn hình này mình nghĩ là hơi nhỏ, nó dưới 7 inch. Màn hình này như các cái dòng X-Trail hay dòng Navara bây giờ nó thay cái màn hình Android to đùng lên 9-10 inch gì đấy, thậm chí 12 inch gì đấy, nhìn trông hoành tráng hơn hẳn. Mình nghĩ là ngay cả Triton cũng nên cải tiến cái màn hình này. Còn hệ thống điều hòa thì vẫn là điều hòa hai vùng độc lập này. Đấy, một hàng điều khiển ở dưới đây là các hệ thống hỗ trợ như bên Thái có, nào là cảnh báo lùi rồi vật cắt ngang rồi rất nhiều cái hệ thống hỗ trợ ở đây thì bản này cũng chưa được trang bị. Đây là chờ nhá, cái nếu USB này. Phần này thì các bạn có thể thấy là đây là một cái hộp có thể để đồ này, ốp giả nhôm. Và giả nhôm hình quả chám trên cái cần số này cũng khá là đẹp. Cần số này như cái cần số của xe sedan ấy nhỉ, trông nó như của sedan đấy các bạn ạ. Có lẽ là cái trên Triton này nó thực sự là mình luôn thích cái hệ thống Super Select này, Super Select 2. Nhưng trên cái bản này nó còn được là trang bị là cái Easy Select nữa. Các bạn có thể nhấn vào đây ạ.
Đấy, nhưng chưa được. Bởi vì chúng ta phải chuyển sang hai cầu chậm. Và khi đấy chúng ta có thể lựa chọn 4 chế độ: sỏi, bùn tuyết, đường chạy cát và đường khi mà chúng ta leo đá. Thì nó cũng khá tương tự như trên các cái dòng như Raptor của Ford hay là Wightrack cũng có, bây giờ cũng có rồi. Cái này khá là hay. Và có lẽ là Mitsubishi đại náo các cái giải đua Paris-Dakar chính là cái hệ thống gầm, khung gầm, động cơ, cách mà nó hoạt động, và đặc biệt là cái hệ thống cầu này này. Nó gọi là đặc sản, như đặc sản của phở Thìn ấy. Bí kíp đấy. Bí kíp đấy bạn ạ. Trên mẫu xe mới này thì cũng đã có cái hệ thống hỗ trợ này, đổ dốc này. Đấy, đã trang bị thêm rồi. Phanh tay thì cũng được bọc da. Có bọc da. Bệ tỳ tay này thì không kéo lên kéo xuống được. Hộc chứa đồ cũng khá là thoải mái. Cái này thì không có gì mới cả. Và có lẽ là chúng ta hãy xem phần vô lăng này. Đấy, vô lăng rất là đẹp đúng không ạ? Vô lăng rất là đẹp. Đấy, có cruise control nhá. Rồi. Có thể điều khiển lựa chọn đây các bạn, để mình chọn luôn cái hệ thống gầm cầu cho các bạn thấy nhá. Để rồi. Rõ các chế độ hoạt động đấy, chúng ta phải chuyển sang cầu chậm này. Và lựa chọn. Rồi các bạn phải chờ một xíu. Đấy, đóng cầu rồi. Đấy, gravel. Must know, vâng, chúng tôi sẽ có một cái chương trình đánh giá cực kỳ sâu về cái hệ thống dẫn động trên cái mẫu xe này. Và đặc biệt là cảm giác em nó khi mà đi đường xấu như thế nào. Các bạn hãy subscribe kênh thật nhiều, comment thật nhiều, hãy chia sẻ thật nhiều video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng tiếp những cái video như vậy. Và bây giờ với vô lăng thì không khác gì cái vô lăng trên Paris Sport đã quá quen thuộc rồi. Hai cái lẫy chuyển số này, Mitsu thì lúc nào cũng vậy. À, lẫy chuyển số này, chuyển số rất sướng luôn. Nhiều mẫu xe thể thao lẫy chuyển số tùm mũn nhà này, nhưng mà riêng Mitsu thì rất dài, hoành tráng, sắc sảo. Ở trên cái vô lăng này các bạn cũng có thể thấy này, có những cái phím đang để chờ này. Thì đấy là những phím bật camera 360. Thì mình hy vọng là trong thời gian tới Triton cũng sẽ có cái phiên bản cao cấp nhất về. Tất nhiên giá nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Còn Triton hiện tại như Hùng đang cầm lái mẫu xe này là có giá là 818,5 triệu. So với bản cũ được bán là 770 gì đó thì nó chênh nhau hơn 40 triệu. Thì với những cái trang bị như thế này mình nghĩ là cũng khá là ổn. Còn so với đối thủ thì phải phụ thuộc vào chính các bạn, sở thích của các bạn nữa. Đấy. Nút khởi động start stop thì nó nằm bên trái này nha các bạn. Nằm bên trái này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ ra hàng ghế sau nhá. Ra hàng ghế sau để xem. À, vẫn quên, sorry các bạn, cái màn hình này này đã được kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Đấy, cắm phát là nhận luôn. Thực ra bây giờ những cái tiện ích này nó cũng khá là cơ bản. Rồi, ghế lái thì điều chỉnh điện 6 hướng nhá. Ghế phụ thì vẫn là điều chỉnh bằng cơm, bằng tay kéo lên kéo xuống, gật lên gật xuống. Và con xe này có hai túi khí. Giờ mình ra hàng ghế sau. Đây, hàng ghế sau của Triton này các bạn có thể thấy da, chất liệu da trên toàn bộ khoang xe thì cũng gọi là mượt mà, da kiểu da tổng hợp. Đấy, trên các dòng xe bình dân thì cũng không thể yêu cầu cao được, nhưng mà này có thể mình có thể tra thử cấu xé nó một tí thôi, nhưng mà có vẻ là bền đấy. Còn bền như thế nào chắc là phải sử dụng vài năm nữa chúng ta mới biết được. Các bạn có thể thấy là trên cái bản cao cấp ở Thái Lan ấy, nó có cả những cái cửa gió để hút thông gió ra hàng ghế sau, thì bản này cũng chưa có. Nhưng mà Triton nó có một cái lợi thế này, cái triết lý thiết kế nó rất là quan trọng. Cái triết lý thiết kế J-Line của cái mẫu xe này ấy, nó khiến cho cái khi mà chúng ta ngồi ở hàng ghế sau rất ổn, rất tốt. Phải nói là tốt luôn. Cái độ ngả của Triton theo như mình, bản thân mình trực tiếp trải nghiệm cũng như việc mình có tham khảo ý kiến, thì thực sự là cái độ ngả khi ngồi trên Triton ở hàng ghế thứ hai này tốt nhất phân khúc. Không biết có chém quá không. Nếu anh em nào có cái ý kiến, có những cái chỉ số cụ thể, có những cái trải nghiệm cụ thể sâu sắc đo đếc đạc
chi tiết như thế nào thì có thể chia sẻ thêm nhé. Ở đây thì vâng, thì cái bệ thủy tay này quá cơ bản rồi, cái hộp chứa đồ này thì chúng ta có thể đút những cái điện thoại, những cái tiện ích này nhỏ thôi nhưng mà cũng là có mang lại cái giá trị cho chúng ta. Đó. Hai khe cắm USB nhá. Và một điều khá là thú vị khi mà chúng ta tìm hiểu về Triton. Triton là một mẫu xe có kích thước tổng thể có thể nói là nhỏ nhất trong phân khúc. Chiều dài cơ sở thì cũng là nhỏ nhất, nó khoảng 3m thôi. 3m. Còn hầu hết các mẫu xe khác trong cùng phân khúc nó khoảng 3m2. Nhưng mà cái bán kính quay vòng chính lại là cái lợi thế của Triton. Khi mà bán kính quay vòng nó chỉ có 5m9, nhỏ nhất luôn. Các mẫu xe khác toàn cứ 6m3, 6m2 gì đó. Đấy, ngay cả cái việc mà chúng ta xoay sở khi mà đi trong phố á, thì đấy cũng là một cái lợi thế của Triton nhá. Nó sẽ rất linh hoạt. Mà nếu như anh em đã từng trong cái câu lạc bộ của Triton từ những năm 2009-2010, cách đây cũng gần 10 năm rồi, thì rất hiểu cái lợi thế của Triton và cái khả năng vận hành của mẫu xe này. Đây là một mẫu xe có thể nói là nếu như chúng ta đưa vào điều kiện càng khó thì mới thấy em nó hay như thế nào. Ngay bây giờ thì mình sẽ đi chậm chậm một chút. Ở đây thì do giới hạn về cái điều kiện địa lý cho nên mình cứ đi nhẹ nhàng để xem đi trong phố. Còn chương trình đại phá em nó như thế nào thì các bạn hãy comment, hãy đăng ký, hãy rung chuông thật nhiều để chúng tôi up lên sau. Rồi, nhẹ nhàng chuyển động, êm ái, lăn bánh nhẹ. Thả luôn để cho nó bò. Đang có tiếng nhạc để mình tắt cái hệ thống nhạc này đi để xem. Đấy, tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi. Nói chung là tiếng máy khi mà chúng ta đi ở chế độ bò, dù khi cần đi trong phố bò đấy, là êm đấy. Thực ra các bạn có thể thấy là cái do là cái cách âm, mình nghĩ cái cách âm trên cái Triton mới này nó tốt hơn khá là nhiều. Đó. Và thử tăng tốc nhẹ lên. Mình sẽ đi đang kiểm tra này, mình sẽ kiểm tra đây là đằng số 2 nhá. Số 2 tăng lên một tí nữa. Lên số 3. Hút 30 đạp lên không hề thiếu. Và bước chuyển số nó cũng khá là êm đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại để D cho nó tự chuyển. Sau đấy mình sẽ chuyển ngược trở lại xem nó đang chạy số mấy. Ví dụ từ số 1, số 2, số 3, số 4 thì sẽ biết là khi mà đi trong phố ấy, đi chậm, đi nhanh ấy, rõ ràng là hộp số 6 cấp. Nhưng mà nếu như so với cả cái bản Navara VL mình đang chạy hộp số 7 cấp thì Triton này chuyển số nó còn êm hơn. Mà nó từ số 1, số 2 lên số 3 nó phải nói là khá êm đấy. Êm ngon. Ồ, lái trợ lực dầu nhưng mà chắc chắn lắm. Cái cảm nhận mặt đường cũng khá tốt. Khá tốt ở đây là so với các cái mẫu xe bán tải rồi nhá. Chứ mình cũng không dám so với những mẫu xe thể thao đâu. Túc tắc túc tắc. Tín hiệu thì nhìn chung là mặc dù mình chỉ mới gọi là cầm lái nhẹ thôi, nhưng mà mẫu xe này mình đã lái tay lái nghịch ở bên Thái Lan rồi, cũng quẩy tưng bừng với Triton. Và sau đó lại cùng chạy điên cuồng cùng với cả chuyên gia lái xe của người Nhật, những tay đua lừng lẫy như ông Masuoka chẳng hạn, rồi là thử vượt qua các cái địa hình khó, một số cái thử thách trong cái xa hình. Thì thực sự phải nói rằng là Triton mới này nó có những cái ưu điểm như thế này. Thứ nhất ý, là cái động cơ nó đã êm hơn. Thứ hai là hộp số 6 cấp cho nên chúng ta đi, ngay cả đi ở tốc độ chậm thì nó sẽ chuyển số mượt mà hơn. Đó. Cái thứ ba là cái hệ thống khung gầm và cái động cơ nó khá là mạnh. Đó. Hệ thống khung gầm thì nó chắc chắn, động cơ phối hợp với hộp số thì nó khá nhịp nhàng. Khi mà ví dụ ngay cả mình đạp lên tốc độ cao, mình phanh lại nó trả về số, sau đấy đạp nó lại lên tiếp, thì cái phản ứng của động cơ nó khá là tốt. Cái hệ thống lái thì nói chung là chạy trong các cái điều kiện đường xấu thì mình mới thấy nó càng hay. Tất nhiên là để mà so sánh về các cái option mà chúng ta hay thường nói ấy, thì chính cái bản Triton này có lẽ như là đang còn thiếu một chút gì đấy. Nhưng rõ ràng với những cái giá trị nó mang lại so với phiên bản cũ thì đã hơn rất nhiều rồi. Mặc dù nó chênh hơn là khoảng 40 triệu thôi, mình nghĩ rằng nó là hợp lý, khá là hợp lý. Còn đương nhiên rồi, bạn đã yêu thích thì sẽ là yêu luôn.
Không phải lăn tăn. Chỉ hơi đáng tiếc là mẫu xe này dù chưa được trang bị cái camera 360 á, nhưng cũng không có cam lùi. Thì cái điều này là một điều đáng tiếc, mà mình hy vọng là Mitsubishi cũng sẽ phải sớm trang bị những cái tính năng như thế này. Bây giờ những cái cam lùi nó là tối thiểu là cũng phải nên có rồi. Còn sự mạnh mẽ rồi, chạy chắc chắn rồi, chạy hay thì có lẽ cách âm tốt thì Mitsu mình đã chạy khá nhiều rồi thì không phải là vấn đề. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đây là một cái chương trình trải nghiệm rất nhanh trong cái khuôn khổ ra mắt của Mitsubishi Triton tại Việt Nam. Và các hình ảnh các bạn có thể thấy tiếp theo là những hình ảnh biểu diễn của nữ hoàng Trip Leona Chin, một cô gái đến từ Malaysia còn rất trẻ và đã làm biết bao chàng trai Việt Nam phải xao xuyến, phải mất ngủ, phải rung động. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn hãy rung chuông nhé và subscribe kênh thật nhiều để chúng tôi sẽ ra mắt một video đánh giá mẫu xe này cực kỳ hay trên những cái đường địa hình cực kỳ khó. Đó. Bye bye.